Xin mời các bạn thưởng thức bài thơ Anh còn nhớ không của thi sĩ Ngọc Vân, một người con của đất Thanh Hà, Hải Dương, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức cảnh sinh tình, viết bài thơ hay đậm chữ tình. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức qua giọng ngâm của Ưng Gia Hiếu, một người con của đất quê nhà Nam Sách, Hải Dương. Anh yêu ơi, tháng ba đến rồi anh, hoa vải quê mình bắt đầu nở đây. Như ngày xưa hai đứa mình vẫn tháng ba về Thanh Hà chẳng màu mây. Hôm nay không anh, em trở lại đây về quê ngoại thăm họ hàng bên mẹ. Con đường xưa nhớ anh đến thế, đồng lúa xanh những vườn vải rực rỡ trên đường quê, những vườn vải với chùm hoa nâu sậm chiếu chít say bao mùa này chung ý đậm. Mùa vội thu trên xứ vài yêu tình. Hương vải thơm gợi nhớ chuyện chúng mình. Anh thường nói là hồn quê đây chứ, người xứ vải dấu mang duyên nữ có đi xa luôn nhớ tới. Mình em nặng nề bước chân qua, nhớ Thanh Hà, nhớ tháng ba hoa vải, nơi tình yêu của chúng mình còn mộc mạc thôi, mang hương sắc tăng nghĩ quê. Em muốn gửi anh hương vải tháng ba vào tình yêu
nơi xa anh giữ này. Mày về Nam em sẽ còn nhớ mãi. Hoa vải thanh hương sắc quê ta. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài thơ Anh Còn Nhớ Không của thi sĩ Ngọc Vân, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, một người con của đất quê nhà Hải Dương, Thanh Hà. Lại nhớ tới mùa hoa vải lại về, kỷ niệm long xưa lại sống lại. Và thi sĩ Ngọc Vân của chúng ta nhớ về quê hương Thanh Hà, Hải Dương, nhớ về tình cảm với quê hương đầm ấm thiết tha, và đặc biệt nhớ về đặc sản là cây vải quý của quê nhà, nên đã viết bài thơ Anh Còn Nhớ Không, đong đầy kỷ niệm với đất vải quê nhà Thanh Hà của đất Hải Dương. Và pháp sự Ưng Gia Hiếu, một người con của đất Nam Sách, thấy bài thơ đong đầy ý nghĩa và đã ngâm để quý vị và các bạn cùng thưởng thức một đặc sản thơ của tỉnh Đông, một đặc sản Thanh Hà, Hải Dương, đó là đất vải, và một tình yêu đầm ấm thiết tha của người con quê nhà Ngọc Vân đối với đất vải Thanh Hà. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.